đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Nơi khởi phát cho những chuyến tàu vượt đại dương bao la đi khắp nơi trên thế giới. Nơi đón nhận hàng triệu triệu tấn hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng là nơi tìm về neo đậu an toàn của những con tàu tránh bão ngoài khơi xa. Trải qua bao năm tháng khốc liệt của chiến tranh, những gian khó của cơ chế thị trường, những thách thức của thời kỳ mở cửa, cảng Nghệ Tĩnh tự hào với truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Nghệ An và khu vực miền Trung. Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay và sẵn sàng tin yêu vì một ngày mai. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ngày 13 tháng 10 năm 1955, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định số 141 tạm lập cơ quan quản lý cảng Bến Thủy. Cảng Bến Thủy được hình thành với một cầu cảng bằng gỗ và hệ thống cơ sở vật chất ít ỏi, thô sơ. Vượt qua khó khăn thử thách, đội ngũ cán bộ nhân viên thời kỳ này đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng từ đó, ngày 13 tháng 10 năm 1955 trở thành ngày truyền thống của cảng Nghệ Tĩnh. Ngày 5 tháng 12 năm 1979, Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng cảng Cửa Lò là cảng quốc tế. Cho đến năm 1984, cảng quốc tế Cửa Lò được hoàn thành và đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới của cảng Nghệ Tĩnh vươn tầm quốc tế. Có thể nói, đây là sự kiện quan trọng của nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng là mốc son trong lịch sử thành lập cảng Nghệ Tĩnh. Năm 1996, cảng Nghệ Tĩnh được phê duyệt dự án xây dựng và nâng cấp phát triển cảng Cửa Lò với tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2007 đã hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống bến và cầu cảng. Từ đây, cảng Nghệ Tĩnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong khu vực, trong ngành hàng hải Việt Nam, là niềm tự hào của cán bộ, nhân viên và người lao động. Khi mà có quyết định ở Hòa Bình được lập lại miền Bắc đó, thì nhận được là quyết định cho tiến hành thành lập cái cảng Bến Thủy. Thì cảng truyền thống của cảng Bến Thủy đã có thời kỳ pháp thuộc sau khi mà miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, thì cảng Bến Thủy được thành lập. Thì trong điều kiện thì cơ sở vật chất chưa có gì cả, thì vẫn hai bàn tay cảng thôi. Nhưng mà nhờ sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và sự chỉ đạo của tỉnh, của Bộ Giao thông Vận tải, thì cảng lúc đó là tổ chức những hình thức là phương tiện về thủ công. Mà cái đời sống của công nhân thì lúc đó chưa nghĩ cái vấn đề lương bổng, mà làm với cái tinh thần là hy sinh để mà bốc rỡ hàng hóa, một phần là để xây dựng cho quê hương ở Nghệ An là chủ yếu, rồi thì là một phần cho Thanh Hóa, rồi là Hà Tĩnh. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, cảng Nghệ Tĩnh đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và tỉnh Nghệ An. Cụ thể, đã được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba, hai huân chương lao động hạng nhất, ba huân chương lao động hạng nhì, bốn huân chương lao động hạng ba, sáu bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 cờ thi đua chính phủ và nhiều bằng khen của bộ ngành, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, vào năm 1969, giữa bộn bề công việc và chiến tranh ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lãng hoa chúc mừng tới đơn vị. Năm 1996, cảng Nghệ Tĩnh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự ghi nhận lớn lao những đóng góp về công sức, trí tuệ, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động cảng Nghệ Tĩnh trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Cảng Nghệ Tĩnh có 31 liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Nhìn lại chặng đường phát triển và truyền thống anh hùng trong 65 năm qua để vững vàng bước tiếp trên chặng đường mới, kế thừa và phát huy
tự hào và hướng tới. Đội ngũ cán bộ nhân viên cảng Nghệ Tĩnh đoàn kết, nỗ lực, không ngừng thi đua, lao động sáng tạo, viết tiếp nên những thành tích vẻ vang trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Cảng Nghệ Tĩnh rất tự hào với cái truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển. Công ty rất vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành tặng thưởng nhiều với danh hiệu cao quý như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và lãng hoa của Bác Hồ. Để có được những thành tích ấy, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết trên dưới một lòng để không ngừng xây dựng cảng Nghệ Tĩnh ngày càng lớn mạnh. Năm 2015, cảng Nghệ Tĩnh chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, kế thừa và phát huy cái truyền thống của công ty trong cái thời kỳ hội nhập. Hội đồng quản trị, ban chấp hành đảng ủy, ban tổng giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã tiếp tục nỗ lực không ngừng, đoàn kết một lòng để từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cái bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường để đưa công ty ngày càng phát triển. Trong cái chặng đường tới, chắc chắn rằng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng tất cả các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể người lao động luôn tin tưởng rằng công ty với sự nỗ lực và quyết tâm cao và đoàn kết trên dưới một lòng chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn để hướng tới công ty sẽ phát triển bền vững và là một cái địa chỉ tin cậy của các khách hàng. Trước yêu cầu phát triển kinh tế của khu vực Bắc miền Trung và nước bạn Lào, cảng Nghệ Tĩnh đã mở rộng lĩnh vực hoạt động, đầu tư xây dựng cầu tàu, nâng cấp luồng, nạo vét thủy diện trước cầu cảng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng. Đặc biệt năm 2015, thực hiện cổ phần hóa đã tạo nên bước tăng trưởng mạnh mẽ cho công ty. Công tác quản trị doanh nghiệp được vận hành theo quy luật thị trường, cơ chế chính sách được đổi mới, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tối đa khả năng trí tuệ, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Là hoạt động chính và trọng yếu của đơn vị, kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan được công ty tập trung nâng cao chất lượng khai thác và phục vụ. Hiện công ty quản lý và khai thác trên địa bàn khu vực cửa lò và bến thủy với hơn 800 mét cầu cảng, cùng nhiều thiết bị xếp dỡ tiên tiến hiện đại. Hệ thống kho bãi, kho ngoại quan hàng vạn mét vuông của công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ công nhân chuyên nghiệp có năng lực, trình độ trong vận hành cùng với các thiết bị đầu tư đang phát huy tác dụng và có hiệu quả, giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động từ 15 đến 20%, từng bước cải thiện việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cạnh tranh là một khái niệm gắn liền với cái sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Để cạnh tranh thì sẽ là tạo cái động lực để cho các doanh nghiệp muốn nâng cao được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như là muốn tạo được cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ các cái nhu cầu của các khách hàng thì các doanh nghiệp là phải áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái quá trình sản xuất quản lý để nâng cao cái công tác quản trị điều hành, để nâng cao cái tay nghề cho người lao động. Vì vậy, việc phương châm kinh doanh của công ty trong thời gian tới là hướng tới cái cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển. Mà để làm được điều đó, thì trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cái quản trị điều hành của công ty để nâng cao cái tay nghề cho người lao động. Đồng thời, từng bước tập trung đầu tư thêm các cái thiết bị xếp dỡ hiện đại, rồi đầu tư nâng cấp cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và áp dụng cái công nghệ thông tin trong cái điều hành quản lý thì để làm tạo ra được một cái dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho khách hàng. Đồng thời thì chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng một cái chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm để có cái chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất. Đồng thời phải coi khách hàng là một cái đối tác tin cậy, một cái đối tác chiến lược lâu dài để cùng phát triển. Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là khai thác cảng biển,
kho tàng, bến bãi, dịch vụ hàng hải, đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, cũng là một thế mạnh của cảng Nghệ Tĩnh sau khi cổ phần hóa. Kể từ khi khôi phục lại tuyến bốc xếp hàng container, duy trì tốt các tuyến vận tải container nội địa, cảng Nghệ Tĩnh đang là địa chỉ tin cậy với nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước. Với phương châm đảm bảo giữ uy tín cho khách, mặc dù nhiều khi lượng hàng không đáp ứng cho tàu, cảng Nghệ Tĩnh đã làm nên thương hiệu riêng có trong sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hiện nay. Để có thể tiếp nhận được tàu trọng tải lớn, thời gian qua, công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét thủy diện trước bến cảng Cửa Lò. Hiện nay, cảng Cửa Lò có đủ điều kiện đưa tàu có trọng tải 25.000 tấn giảm tải vào cảng và tiếp tục đầu tư phấn đấu tàu từ 3 đến 5 vạn tấn ra vào cảng trong thời gian tới. Nhờ vậy, lượng hàng container tăng trưởng mạnh, bình quân lượng hàng container qua cảng tăng đều từ 10 đến 20% một năm. Việc mở tuyến vận tải đã góp phần giải quyết bài toán vận tải hàng hóa bằng đường bộ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận, cũng như với các đối tác nước bạn Lào. Có thể nói doanh thu của công ty đến trực tiếp từ các dịch vụ bốc xếp, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ cảng biển khác. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là dịch vụ bốc xếp. Để khai thác thế mạnh trong lĩnh vực bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa, cảng Nghệ Tĩnh đã quyết tâm đầu tư mới thiết bị máy móc hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh. Đầu tư cầu bánh lốp hạng nặng Goat 100 tấn, cầu chân đế Lichen 40 tấn, các cầu bánh xích hạng trung từ 50 đến 65 tấn, các cầu hạng thường, máy đào, máy xúc, gầu ngoạm, rơ móc, móc kéo, xe tải, kho tàng bến bãi và nhiều thiết bị máy móc, dụng cụ hiện đại để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là cảng Nghệ Tĩnh vừa đầu tư cầu bờ di động Terex Goat là loại cầu quay siêu trường siêu trọng với sức nâng tối đa lên tới 100 tấn, trị giá hơn 85 tỷ đồng, là cầu lớn nhất Bắc Trung Bộ hiện nay. Nhờ vậy, năng lực xếp dỡ hàng hóa từ 12.000 tấn một ngày đã tăng lên 18.000 tấn một ngày. Hàng hóa cập cảng đều được xếp dỡ đúng quy trình, năng suất xếp dỡ đạt và vượt thời gian thỏa thuận, không chỉ tạo sự an tâm, hài lòng cho khách hàng, mà còn hợp tác tạo điều kiện cho khách hàng kinh doanh thành công. Hãng tàu Nhật Việt hiện nay là đã hợp tác cùng với cảng Nghệ Tĩnh hơn 11 năm, từ năm 2009 đến nay. Thì chúng tôi là một trong những khách hàng lớn nhất của cảng Nghệ Tĩnh. Thì chúng tôi cũng hiểu rất rõ về cảng Nghệ Tĩnh. Thì trong đó về mà khía cạnh về hạ tầng kỹ thuật thì chúng tôi đánh giá là cảng Nghệ Tĩnh là một trong những cái cảng có hạ tầng kỹ thuật tương đối tốt và thuộc dạng top đầu của cả toàn bộ khu vực Bắc miền Trung. Còn về khía cạnh về nhân lực, về con người thì về khía cạnh, từ góc độ của hãng tàu của chúng tôi thì chúng tôi nhìn nhận là cả các anh chị em của cảng Nghệ Tĩnh là những người hết sức là tâm huyết với nghề, và đặc biệt rất là thấu hiểu khách hàng. Từ sự thấu hiểu đó, họ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ chúng tôi tất cả mọi khó khăn và cũng như mọi bất lợi trong công tác kinh doanh. Nhân dịp cái ngày truyền thống của cảng Nghệ Tĩnh, thay mặt cho hãng tàu Nhật Việt, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến công ty cảng Nghệ Tĩnh, đến các cán bộ nhân viên của cảng Nghệ Tĩnh một lời chúc thật tốt đẹp, và đặc biệt là chúc cho sự hợp tác giữa quý cảng và khách hàng, trong đó có chúng tôi, ngày càng bền vững hơn và cùng phát triển. Là cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực, khu bến cảng Cửa Lò có lợi thế là vùng lợi thế toàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận, đặc biệt là khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai, khu công nghiệp Đông Hồi và một số cụm công nghiệp tập trung khác, cũng như thu hút và đáp ứng nhu cầu vận tải biển từ nước bạn Lào. Chính vì vậy, công ty luôn quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển cảng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hàng hóa thông qua cảng từ 1 triệu tấn năm 2010 đến nay đã đạt con số gần 4 triệu tấn. Cụ thể, năm 2019 đạt 3,8 triệu tấn. Doanh thu cũng đều tăng trưởng vượt bậc,
37 tỷ năm 2010 đến năm 2019 đạt hơn 180 tỷ đồng. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ như nâng cấp, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, phát huy thế mạnh là bến cảng biển quốc tế, đầu mối của khu vực Bắc miền Trung. Chúng tôi xác định là phải có trách nhiệm là phục vụ cái sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và cái khu vực Bắc Trung Bộ và mang lại cái hiệu quả cao cho cả Cửa Đông. Và thứ hai là phải tạo được cái giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc là cung cấp các cái dịch vụ cảng biển logistics một cách chuyên nghiệp với cái phương châm là tận tâm, sáng tạo, trách nhiệm và chia sẻ. Đồng thời là phải xây dựng đội ngũ người lao động kỷ luật, chuyên nghiệp và công ty luôn là mái nhà chung cho mọi người lao động, nơi người lao động có thể phát huy hết cái khả năng của họ và phải đảm bảo được cái thu nhập cao cho người lao động. Đồng thời phải xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp hiện đại, tiên tiến, mang cái bản sắc của người xứ Nghệ vươn lên trong cái thời kỳ mới. Với lịch sử hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo, công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh hôm nay đang viết tiếp những thành tích vẻ vang trong truyền thống anh hùng trên quê hương xứ Nghệ. Chặng đường mới sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo của ban lãnh đạo và các thế hệ công nhân, đây cũng sẽ là cơ hội mới để công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đưa thương hiệu Cảng Nghệ Tĩnh ngày càng vươn xa, vươn cao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà nói riêng và của cả đất nước nói chung. Biển ơi ta hát, hát lên vì ngày mai. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cảng qua các thời kỳ, kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị là đã và đang là cán bộ công nhân viên của cảng. Kính thưa quý vị khách hàng, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của cảng Nghệ Tĩnh, vì điều kiện không thể tổ chức buổi lễ trang trọng, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các đồng chí lãnh đạo cảng qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ công nhân viên của cảng qua các thời kỳ và các bạn hàng gần xa, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Biển quê hương ta ơi, Tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay và sức sống tin yêu vì một ngày mai. Mùa xuân vang muôn tiếng hát trên bến cảng quê ta chung sống kiên cường, có những người công nhân bất khuất anh hùng. Biển ơi ta hát,